Tập 21. Nói cô biết một tin vui, tôi lấy được vai Chu Bình rồi. Tuy là vai hạng C, người thay thế của người thay thế, nhưng mà khởi đầu tốt là một nửa của thành công. Chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng. Tôi tin anh mà. Với niềm đam mê và sự chuyên nghiệp anh dành cho kịch nói, chắc chắn là sẽ nổi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chờ tôi lấy được mớ thù lao, nhất định sẽ trả lại tiền nợ cô. Không cần đâu, Lạc đại mỹ nữ, cô yên tâm. Tôi sẽ không khốn nạn như Lạc Gia Hằng. Như y tôi hành tẩu giang hồ, thiếu nợ phải trả. Tình hình của nhà tôi hiện giờ, số tiền này còn khuya mới bù lỗ được. Anh vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói lần trước anh đua xong thì buồn bã rất lâu. Hay là thôi đi, đừng gắng gượng nữa. Tôi không sao. Không sao thật à? Không sao thật. Được, vậy tôi đua với anh. Ông chủ, cậu tính bán sao mặt chưa à? Tôi thấy đây làm ăn tốt mà. Đúng vậy, cứu kiếp giang hồ. Một đối tác của tôi nhà có gì cần xoay dòng vốn, xong mặt chưa, khi nào mở chả được. Bạn bè như cậu có tình có nghĩa quá. Cảm ơn. Đúng rồi anh, nếu anh có người quen muốn mở xong mặt chưa thì nhớ giới thiệu tôi làm quen nha. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Dù y núi sơn trà. Được thôi, người anh em. Vậy cậu làm việc đi nhé. Tôi đi trước đây. Anh đi thông thả. Được được. Bây giờ tôi tuyên bố trao cho cô Lạc Gia Hân danh xưng giáo viên chủ nhiệm ưu tú. Gì vậy? Giáo viên chủ nhiệm. Đúng. Kể từ hôm nay, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của Sòng Dẫn Thanh Xuân. Anh chưa hỏi tôi đồng ý không mà. Cô không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Cô là cổ đông thì chạy đi đâu chứ? Giáo viên chủ nhiệm ưu tú. Anh làm sao vậy? Hôm Tinh Tinh gặp chuyện, người mà cuối cùng mà cô ấy gọi là tôi. Cô ấy chỉ lo tôi gặp chuyện trong cuộc đua. Tại sao tôi lại cướp điện thoại của cô ấy? Nếu chuyện không phải thế thì cô ấy đã không vội vàng gọi điện. Đi dội qua đường như vậy, cô ấy đã không bị xe. Tại tôi cả. Đó không phải lỗi của anh. Sao lại không phải lỗi của tôi? Tất nhiên là lỗi của tôi.
Khi đó tôi quá ích kỷ, giờ tôi cũng rất ích kỷ. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân. Khi đó tôi không nói với cô, là vì tôi nghĩ như vậy là quá bất công, cũng quá nặng nề cho cô. Em thích anh. Cô nói gì cơ? Em nói em thích anh. Cảm ơn em, Đới Ánh Hy. Anh cũng thích em. Tiếu Tiếu, hàng ship này con. Bố mình cũng thật là, hàng ship của ai cũng dám đem về nhà. Thứ gì vậy? Bạn cuối cùng đã thành nhà thiết kế xuất sắc nhất. Tôi sẽ luôn bảo vệ bạn. Đây không lẽ là phải nấy? Chẳng lẽ là Lục Thâm? Alo Tiếu Tiếu, em có muốn ghé thăm phòng làm việc của em không? Anh đã dọn đồ dùng chủ nhà không cần ra rồi, mai đổi màu tường. Em chọn màu đi. Không cần đâu, muộn vậy rồi, anh về sớm đi. Được, em yên tâm đi. Cảm ơn anh đã gửi cho em tạp chí đầu tiên. Tạp chí? Anh đâu có gửi. Anh nói gì cơ? Anh nói tạp chí không phải anh gửi. Được. Sao lại là Lạc Gia Hằng? Nhà này là Lục Thâm thuê giúp mình mà. Chị biết nấu ăn từ khi nào vậy? Sau khi tới Trùng Khánh thì từ từ học được. Thử đi. Không được nói không ngon. Sao?
hương vị mẹ nấu hồi nhỏ. Món này thì sao? Sao vậy? Mặn quá. Bỏ nhiều muối mất rồi. Thói quen giống y như mẹ. Gia Hằng, có chuyện này chị muốn nói thẳng với em. Kết quả tái khám lần này không tốt lắm. Em biết, chị luôn rất lo em và Tiếu Tiếu. Em mà gặp cô ấy nữa rồi lại phát bệnh thì làm sao? Mỗi lần gặp cô ấy, em đều không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Chị mua vé máy bay rồi, nhưng mà nếu em không muốn về cũng không sao. Bên mẹ để chị nghĩ cách. Em suy nghĩ xong rồi, rời khỏi Trùng Khánh. Được, thế này đi, em về trước. Quy trình phá sản phát mại của Rick thì phải tiếp tục theo sát. Công ty bên Trùng Khánh, chị phải đánh giá tài sản nữa. Chờ xong mọi việc rồi chị về. Chị lấy vé máy bay cho em. Chị, vất vả cho chị rồi. Em nói gì? Chị, vất vả cho chị rồi. Ở tiệm đàn guitar, anh ấy muốn mua dây đàn của Tinh Tinh ở mộ Tinh Tinh. Anh ấy lấy guitar của Tinh Tinh. Ngay cả việc ăn lẩu, anh ăn cay được không? Được. Cay ít, cay dừa, cay xè. Cay xè. Thật không vậy? Mặc đồ đủ này là anh nói nhé. Vậy tôi phải làm tròn cương vị chủ nhà. Khẩu vị cũng giống Tinh Tinh. Thật sự là trùng hợp đến thế sao? Nhưng mà sao anh ấy biết đàn bài Tinh Tinh viết? Nhưng bài hát ngay cả Phong Minh cũng chưa được nghe bản hoàn chỉnh. Thực sự có khả năng đó sao? Đạt Gia Hằng, tôi thấy anh có nhiều trò ghê quá nhỉ. Trước đây đi tán gái xài nhiều chiêu lắm phải không? Cô là cô gái đầu tiên tôi tán. Ai tin chứ? Tôi nghe trụ tử nói tim anh còn một cô gái. Muốn chối à? Khai thật ra. Nếu như tim của anh ấy là của Tinh Tinh, Dù Tiếu Tiếu, đúng là lúc không nên suy nghĩ lại nghĩ Tinh Tinh.
Có chuyện gì mà phải gặp mặt nói? Đây là ghi nhận thời gian mà bản ghi âm nhắc tới. Được chôn ở đây. Gia Hằng, rốt cuộc anh và Tinh Tinh quen nhau thế nào? Không có gặp chuyện, có phải anh cũng có mặt không? Những chuyện này rốt cuộc làm sao anh biết? Anh có thể nói với tôi không? Tôi không giải thích được. Nếu tôi nói tôi và Hạ Diễn Tinh chưa từng gặp mặt, anh tin không? Tôi không tin. Anh phải giải thích cho tôi. Không tin thì thôi. Gia Hằng, dạo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói với tôi mà. Không có chuyện gì. Gia Hằng, nào. Lần này may nhờ có cô cung ứng chứng cứ Diên Nghệ Văn làm giả báo cáo tài vụ, không thì chúng ta thật sự không thể khởi tố hắn. Chỉ là Diên Nghệ Văn không lấy báo cáo tài vụ giả xin vay ngân hàng, không thì hắn đã bị bắt lâu rồi, cũng không thể chờ tới giờ. Diên tổng của cô dù nhân phẩm tệ hại nhưng IQ không thấp, làm gì cũng cẩn thận từng ly. Nếu không nhờ cô, chúng ta vẫn khó nắm thóp hắn. Cô sao vậy? Tôi đã đi gặp hắn. Cô bảo là không đi gặp hắn mà. Xem như cho bản thân cô trả lời vậy. Hai chúng tôi cũng đã từng có một đứa con. Sao cô lại tới đây? Anh thế này là định đi đâu? Đi công tác một chuyến. Đi công tác. Quên đồ rồi phải không? Thì ra cô phát hiện từ sớm rồi. Biết bao nhiêu cô gái, bao nhiêu là ly, bao nhiêu là hoa. Đây không phải thứ anh trân quý nhất sao? Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cô tóm tôi mãi không buông. Trước đây tôi quả thật là muốn tóm anh mãi mãi, nhưng giờ không vậy nữa. Thế mới là cô gái tốt. Nhìn về phía trước, sau này hãy sống tốt cùng với con. Nó mất rồi. Nó mất rồi. Thực ra tôi để cho cô và con một số tiền, chờ nó được sinh ra có thể đưa nó đi ngắm cực quang.
Tại sao anh không nói sớm? Trước đó anh đã làm gì hả? Duyên Nghệ Văn, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội. Tôi vô số lần tưởng tượng hình ảnh hạnh phúc của ba người nhà chúng ta. Tôi ước sao những điều anh nói đều là thật. Nhưng tôi không chờ được, cũng không thể chờ nữa. Duyên Nghệ Văn, cảm ơn anh. Người nên nói cảm ơn là tôi. Lời cảm ơn của tôi khác với anh. Cảm ơn anh dạy tôi trưởng thành. Duyên Nghệ Văn, tạm biệt. Thượng lộ bình an. Đừng trễ giờ bay. Nên cô buông rồi à? Vẫn chưa. Chỉ là cảm thấy nên buông rồi. Thực ra cô đã làm rất tốt, rất dứt khoát rồi. Được rồi, đừng chỉ nói tôi thôi. Nói về chị đi. Tôi làm sao? Qua quãng thời gian này tiếp xúc, tôi phát hiện chị khác hoàn toàn tưởng tượng của tôi. Vậy tôi trong ấn tượng của cô là thế nào? Trong ấn tượng trước đây của tôi, chị hà khắc, lạnh lùng, rất là khó gần. Chắc chắn không chỉ có thế đâu. Đúng vậy, trước đây tôi còn cùng Tiếu Tiếu lén nói xấu chị. Thực ra thế là chuyện bình thường. Cô là bạn thân của Tiếu Tiếu, khi đó hai người ghét tôi, tôi hiểu được. Nhưng thực ra chị là một người rất ấm áp. Kể từ ngày chị giúp tôi, là tôi phát hiện mọi sự kiên cường, cứng rắn đều là giả dờ. Nên tôi muốn biết chị mang cung cự giải rốt cuộc là người thế nào. Kể đi câu chuyện của chị. Tôi có câu chuyện gì đâu, chỉ là dài trải nghiệm không thể quên thôi. Hồi ở Singapore, tôi từng có một mối tình đầu 6 năm. Gia cảnh nhà anh ta không tốt nên mẹ phản đối chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi rất kiên trì. Lúc đó tôi chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ. Sau đó thì sao? Sau đó tôi phát hiện khi ấy mình ngu quá. Tôi không phải người duy nhất của anh ta, mà anh ta cũng chỉ xem tôi là đòn bẩy để vào xã hội thượng lưu thôi.
Tôi của khi đó thật sự quá ngốc. Chị và Gia Hằng sao lại xa cách như thế? Cô không biết phải không? Thực ra tôi không phải chị ruột của Gia Hằng. Hồi tôi vừa sinh ra, bố mẹ ruột đã giúp tôi ngoài đường lộ bên bờ biển. Là mẹ phát hiện ra tôi, đưa tôi về nhà và nuôi tôi. Sau đó họ mới có Gia Hằng. Hồi bé tôi và Gia Hằng rất thân nhau. Nó thường lẻo đẻo theo tôi, chúng tôi cùng chơi đùa. Thế còn sau đó? Sau đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Sau đó bố mẹ ruột tìm tới tôi, muốn lấy tiền nhà họ Lạc từ chỗ tôi. Đương nhiên tôi đã từ chối. Nhưng mấy việc đó đã bị Gia Hằng bắt gặp, cũng bị nó hiểu lầm. Chị thực sự rất tốt với Gia Hằng, ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng thấy rõ. Thôi, không nói chuyện này nữa, đã qua hết rồi. Tôi có món quà tặng cô. Vậy sao? Đây là... tôi không thể nhận, cô phải nhận. Đó là cô đáng được nhận. Không phải cô muốn đi Phần Lan ngắm cực quang sao? Cứ nghỉ ngơi một dạo đi. Xem như là người chị cũng cử giải tài trợ cho cô đi du lịch. Thôi được, cảm ơn. Vậy sau này chị có dự định gì? Mai là Gia Hằng về Singapore, còn tôi ở Trùng Khánh còn phải xử lý vài việc trong nhà. Mai sao? Sao lại đột ngột thế? Mình đi ngang cái cây này bao nhiêu lần, không ngờ lại ở đây. Tinh Tinh, em sẽ để nó ở đâu? Phong Minh, Tiếu Tiếu thân yêu, khi hai người đọc được lá thư này, chắc mình đã từ Singapore về rồi. Mong là thời gian không để lại vết tích trên người chúng ta, chúng ta vẫn sẽ như xưa. Tiếu Tiếu, cậu còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không? Khi đó mình vừa chuyển trường tới, không ai chơi với mình, nên ngày nào mình cũng cắm đầu vào học. Càng tới lúc hết tiết thì lại càng cúi gằm. Nhưng mình càng như vậy thì các bạn nam trong lớp càng bắt nạt mình. Là cậu chắn ở trước mặt mình, nó không được bắt nạt cậu ấy. Điều kiện vậy mà lại chỉ là giảng bài cho hai người. Cậu của lúc đó dễ thương lắm. Mình luôn là một người rất hướng nội, nhưng sau khi quen được hai người, thế giới của mình hình như đã được thắp sáng. Mình thích cười hơn hẳn. Hai người đã cứu vớt mình, mình cũng muốn dốc hết sức giúp hai người. Phong Minh, anh thích đua xe, nhưng em không cho anh đua xe, là vì em không muốn anh bị thương. Đôi lúc thậm chí em nghĩ là nếu em cũng biết đua xe thì tốt. Chúng ta sẽ mãi mãi kề vai sát cánh.
vậy là có thể sống chết có nhau. Đời người như biển rộng, tháng năm dài đằng đẵng, nếu không kịp lúc bình minh, bỏ lỡ vệt nắng hoàng hôn, thì xin hãy nhớ vẫn còn ánh sao rợp trời, vẫn còn ngày hôm sau. Hạ Diễn Tinh. Đây là cái Tinh Tinh chôn trước khi đi Singapore. Làm sao tìm được vậy? Gia Hằng nói tôi biết,